Angela Chu 1995 là quá gì nổi tiếng trong đồng đội giới trẻ ở Việt Nam cách đây nhiều năm nhờ công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Sở hữu nhan sắc đặc sắc nhưng cô gái này không có ý định bước chân vào lĩnh vực giải trí mà chuyên tâm theo công việc kiêng dè ghen. Cô lên xe qua với vị tỷ phú Thái Lan và sang quê chồng định cư. Từ ngày kết hôn, cuộc sống của Angela Chu bỗng chốc thay đổi. Ngoài sự nghiệp kiêng dè ghen thành công, hôn nhân viên mãn, Angela Chu còn được trầm trồ bởi những bức ảnh đẹp long lanh, sang chảnh, kém cỏi xuyên đi du lịch khắp thế giới, sở hữu bộ sưu tập siêu xe cũng và check-in ở các vị trí mà nhiều người mơ ước. Vợ chồng Angela Chu. Mới đây, qua dịp chính sự tuyệt vời khi tung bộ ảnh thế hệ trong chuyến du lịch đến Khao Giai, Thái Lan. Angela Chu trong chuyến nghỉ dưỡng ở Khao Giai. Angela Chu cho biết, Khao Giai Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 3 giờ lái xe. Đây là vị trí du lịch không quá nổi tiếng nhưng đang hấp dẫn đông đảo du khách tìm đến. Ngoài khu nghỉ dưỡng, Khao Giai còn có một vườn đất nước rộng 2.168. Không khí ở Khao Giai khá thoáng đãng và mát mẻ, khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt của Bangkok. Ở đó có nhiều nông trại, phù hợp cho các người chơi trẻ thích chụp ảnh và trải nghiệm cuộc sống đồng quê. Đặc biệt, Khao Giai có rất nhiều lâu đài mang phong cách châu Âu. Ngoài ra, người chơi có thể đến thăm khu vườn nho, ngôi làng mạc xây theo kiến trúc Ý và nhà máy sản xuất sô-cô-la. Theo Angela Chu chia sẻ, Khao Giai là vùng đất yên bình. Được biết, trong kỳ nghỉ này, Angela Chu lưu trú tại một khách sạn 4 sao. Mỗi phòng nghỉ đều được trang bị nội thất sang trọng. Giá phòng ở đây trung bình khoảng 9 triệu đồng một đêm. Cô nàng tranh thủ lưu lại một số hình bên khu du lịch được mệnh danh là châu Âu thu bé dại ở Thái Lan. Chia sẻ thêm về cuộc sống làm dâu nhà chồng đại gia, Angela Chu kể, cô đang cố gắng hòa nhập, học hỏi văn hóa, phong tục của Thái Lan. Nhờ mẹ chồng và mọi người giúp đỡ nên cô không bị cô đơn. Một nét văn hóa của người dân Thái là sùng bái đạo Phật. Cô kém cỏi cùng mẹ chồng lên chùa vào cuối tuần, chuẩn bị cơm cúng dường cho sư thầy. Hiện cô sống trong biệt thự sang trọng, có sân vườn, bể bơi và các phòng tiện ích ở thủ đô Bangkok cùng gia đình chồng. Angela Chu mặc y phục truyền thống của Thái Lan, lên chùa vào cuối tuần. Angela Chu chia sẻ thêm, cô được chồng chiều chuộng. Đặc biệt, mỗi khi đi du lịch, đi công tác, gặp đồ đẹp anh đều mua về tặng vợ, bất kể ngày lễ hay ngày kém cỏi. Nhiều bức ảnh của cô trong các chuyến du lịch được chồng chụp. Người đàn bà được xem là người giữ lửa cho gia đình, nhưng người con trai cũng góp phần quan trọng trong việc giữ cho ngọn lửa đó cháy to, sáng và ấm áp hơn. Chính sự tinh tế, đong đã hết mực của chồng mà tôi thấy cuộc sống hôn nhân thực sự ý nghĩa, cô nói.